Mỗi khi chán ăn thì mình chọn món gì cho dễ ăn nhất? Có ai đồng ý với mình đó là lẩu không? Vị nước súp chua thanh tao nhúng vào mọi thể loại rau nấm tươi ngon thì nhất định khẩu vị của bạn sẽ bị kích thích, cơn thèm ăn sẽ trở lại tức thì cho mà xem. Ngoài vườn mấy bụi ái quế xanh đang ngấm ngầm trổ hoa. Hôm nay cắt vài nhánh vào nấu bếp để chỗ cắt còn kịp mọc thêm vài nhánh mới trước khi mùa thu sang. Tủ đông còn nửa con gà tre, lôi ra chặt miếng vừa ăn. Lá quế rửa sạch, cho vào cối cùng củ hành tím, tỏi, ớt, tiêu. Dùng chày giã nhuyễn các gia vị, rồi cho vào thịt gà, ướp cùng ít nghệ, nước mắm và xíu đường, ớt bột, bột nêm. Cái mùi thơm của é quế đượm qua cánh mũi, hứa hẹn một cái lẩu gà lá é xứ miền Trung sẽ ngon đậm đà đây nè. Sả đập dập cắt khúc, cho vào nồi khử thơm cùng ít củ tỏi. Sau đó cho thịt gà đã ướp vào, xào săn, rồi đổ ngập nước, nấu chín. Hồi hổm đi chợ gặp mấy bột măng rất tươi ngon. Măng tươi mà nấu cùng lẩu gà thì đúng bài rồi. Măng lột vỏ, sắc nhỏ, rửa sạch, luộc qua nước sôi vài dạo cho khử đi chất độc và độ hăng. Chảo rau muống đã ăn vài lần, nay lại tiếp tục xanh mơn mởn. Hái một mớ để ăn cùng lẩu nào. Nồi lẩu hôm nay thật là phong phú, có măng tươi, rau muống, lại còn thêm hoa chuối và các loại nấm thiệt là ngon. Các loại rau đã chuẩn bị xong thì nồi lẩu cũng vừa chín. Tiếp tục cho măng đã luộc vào, nấu thêm vài phút rồi thì cho lẩu ra một nồi nhỏ. Đặt bếp lẩu bên bàn ăn và bắt đầu thưởng thức thôi. Mùa mưa nắng cũng như là đông lạnh, món lẩu luôn là món hợp ý với bốn mùa. Nước dùng thì ngon ngọt, có chút hăng của măng, cay cay ớt hiểm, lẫn trong vị thơm nồng é quế. Miếng thịt dai dai, miếng măng giòn giòn, sự ngon ngọt của các loại nấm. Ai chán ăn kiểu gì cũng không thể từ chối món lẩu gà lá é này đâu. Thử nấu đi cả nhà, ngon thiệt đó.